Con nào chưa? Hả? Con nào chưa? Chào anh em mấy hai đồng chí. Chưa có thăm. Hồi chiều có ông anh, ông nói có cái thằng mà đầu tọc trọc á. Thằng đó nó tí li à. Thằng chưa chào tất cả mọi người luôn nha. Đầu tọc nào, đầu tọc này không đâu? Đầu tọc này nè. Đầu tọc này không? Ừ. Hồi chiều thì bữa nay mấy anh em mình tục kết đó nha mọi người. Mình có đặt 6 cái 12 cái hộp con đó đó. Bữa nay chú 7 chú 10 hồi chiều tiếp khách là chú 7 10 xỉn luôn. Là không có ê vô con à, vô con à. Là không có không có đi được. Gì vậy? Ôi ơi. Trời đất ơi. Ôi ơi, vô bánh luôn, chết cha hả? Ờ nó chết luôn anh em ơi. Bạn cốt. Ôi ơi, con cá lóc ông nội ơi. Bắt lại canh luôn. Cá này mấy tấm lạng á. Ôi con cá. Đây nè. Thế mày bán cho tao đi. Nhật ơi, mua luôn, mua luôn. Mua luôn, mua bạn cá lóc đi. Mua luôn chứ làm. Rồi, dưới đây cá lóc nữa, cá đống cái nè. Ôi, đổ đây nó chết rồi. Mua luôn. Ôi, lần nữa tay nữa, mua luôn. Đã ghê luôn mọi người. Ôi, ba con cá lóc cờ. Với một mớ cá lóc nhỏ nó cờ. Ủa, con này. Rồi. Con này còn 7 tấm lạng mà. Ôi, cái này giờ nấu cháo ngon chứ đâu làm gì ngon đâu. Lấy con gà luôn rồi sao giờ. Lấy con gà xuống nấu luôn hả? Lì vậy? Lì vậy? Nói chứ hồi chiều chú 7 chú 10 tiếp khách với mình. Xong rồi chú 7 chú 10 đi không nổi. Mình đi nha mọi người. Chết đâu hả Thục? Mấy kinh hả? Hay dữ ta. Ôi ba con cá. Ê bán cho ba con cá này đi. Ôi mấy con cá này đã không mọi người? Cái này về cái này cho mấy bà đẻ rồi ăn là hết lằn luôn nè, tránh cái hiệu cá đồng luôn. Trời ơi à, bỏ vô cho nó đi ông nội chứ phóng ra bây giờ. Trời ơi cá, nãy giờ có đi thăm bến lần nào chưa? Thẳng đi sớm hồi nãy giờ lâu chưa ta? Thứ một vậy nãy giờ mình ở nhà mọi người mình mới lên. Trời ơi cái ký mấy cá lóc luôn rồi nè, cá này giờ trăm mấy ký luôn á. Ôi hết nổi rồi. Alo đi đâu hả? Hết làng không? Nấu cháo không? Đồng cá nấu cháo. Mình đội vô đó mình thấy một con ngồi dưới với một con dính đó mọi người. Một con dính tao 12 cái ngục rồi đó. Một con nằm ở dưới. Bây giờ mấy anh em mình đi thăm. Thấy bọt coi bộ có dính nhiều là nó nhiều chắc rồi đó. Rồi sao nó xuống ruộng hay như ta? Nó nằm đó. Nó hộp rồi đó. Ôi coi chừng ở trên đám cỏ này xuống nè. Đúng không? Chứ nếu tầm kia ra là tại mình, tại mình dây nó hết ráo rồi. Chờ anh Sơn lấy cái bao này mình đi thăm nha mọi người. Mình thấy dính con rồi đó. Xuống cái đục rồi nè. Đi vô luôn rồi, đi vô đi trước ơi. Vô thăm luôn đi. Kiếm con hai con mình đứng tui mình làm vài ly với anh em rồi đây. Chứ hồi nãy thằng Thục có đi chích mọi người. Đi chích của nó này. Rồi. Ôi con hết nó bự. Dính quá trời luôn Thục ơi. Ê con hết cái nằm dưới thấy không? Nằm dưới nè. Vô bắt nó nằm dưới đó. Lịnh á, lịnh á, ừ nằm dưới đó. Đây nè, ở đây nè, cái đèn tao nè. Ừ, nó lội phóng lên dính nè. Cho nó bò lên, lẹ đi, lẹ vô, lẹ vô. Bỏ tên đi. Bỏ tên đi. Nằm đây nè, vô mày, lên mày. Ê, chích cha nó phóng xuống. Nè, dính đây hai con rồi nè. Dính hai con đây nè. Để mình lùa con này. Để mình lùa con này lên cái mọi người. Nó vô trong đây rồi. Nó khùng quá. Vô trong đây Thục ơi. Ừ. Nó ngược tới xuống. Bữa nay mình hôm bữa mình có đặt 12 cái ngục này nè mọi người. Tại vì mình không có quay. Mọi người biết dính bao nhiêu ký không? Bữa đó mình làm 11 ký. Mà không có chú 7 chú 10 thì mình không có quay. Bữa nay mình dứt quyết mình quay. Tại vì mình rình cái miếng luộng này lâu dữ rồi. Bữa nay mưa mới nổi nước nè. Mấy con? Hai con phải không? Con hết nữa luôn. Thột tay bắt được không? Thấy không?
Qua anh kia, qua anh kia, qua anh kia. Rồi. Hết cái khổng lồ luôn nè mọi người. Đây nè. Lại đây bắt con này nè, một cặp thôi một con gì nè. Một con hay gì vậy? Con hay gì vậy? Đây nè. Nãy biết sao không? Nó phóng không nghe lỗ này. Nè, hết cái nè. Một con nè. Đó, lên đây rồi. Ừ, bắt nó là không khó nghe. Không phải khó à? Bự quá. Bự quá. Ê rồi, nghịch nhẹ thôi bồ. Cho cái này vô, cho cái này vô. Ừ. Rồi, ok. Trời ơi, kêu nữa. Hai con. Hai con hết nói luôn. Hết lằn luôn á. Để mình lên kia mình thăm mấy trái kia nữa nha mọi người. Được hai con chà bá luôn. Giờ mình thăm. Kệ nó chút xíu cũng ra hết à. Giờ mình thăm còn bốn cái này nữa nè. Không dính nữa à chát. Mới đầu hôm mà. Coi cái đó đó. Dính nào. Rồi nhưng không dính ta. Cái cuối cùng dính này vậy? Dính hả? Hả? Con gì? Con gì? Nhỏ xíu à? Đó đây, dính đâu? Đây đây, dính con nè. Nè 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 nè. Ơi, lẹ lên. Nó chu lên đây một cái là xong liền. Hên quá, chụp được nha mọi người. Ê. Một ta không làm ăn gì được á, người ta chậm máy rồi. Con ngất trái. Hết nói ngất trái luôn. Rồi ngất trái. Hết nói luôn mọi người. Ây, thằng Thục đang bắt hết đực này nè. Được chưa? Ây, đợt cười. Thấy gì chưa? Hồi bữa hổm á, mình xôi. Tự bắt, tự bắt. Vô. Đâu? Đó, bốn con. Bốn con. Ngoài sao có kêu rồi. Chút xíu nó dính hết hả? Để đi. Chút xíu mình đi thăm chiến nữa nha mọi người. Thăm chiến đầu tiên dính được bốn con rồi. Đi ra. Đi ra cỡ chừng tiếng hồ nữa cái mình thăm chiến nữa. Giờ nướng cái lóc nhậu luôn mọi người. Hết nó thục rồi chứ. Lì thiệt lì chứ. Trái là anh đi chích nè. Hai tấn được bốn con hả? Bốn con, cũng bự bự. Hết được hết trái. Ba cái nhiều con được. Ghê vậy? Vậy cả mình trong đây là hả? Nói chứ mấy anh em chung, lại chia ra đi xôi, thì sáng về mình mới họp lại coi nhiêu ký nha mọi người. Kệ nó bỏ đi, đừng nó rồi nữa. Hồi nãy giờ mình đi thăm hồi nào ta? 11 giờ mấy rồi, đi thăm chiến nữa đi. Giờ đốt con nướng cá luôn rồi. Đi thăm chiến nữa đi. Thăm chiến nữa ra ngồi chơi tới 12 ở 1 giờ thăm chiến nữa. Đi vô thăm cái đi Sơn ơi. Đi, lấy cái bao quét đi. Để tao với Sơn đi cho. Giờ mình vô mình thăm cái nữa nha mọi người. Bốn con này cả ký lô luôn rồi đó. Yeah. Ừ. Hy vọng cái này dính nhiều nhiều cái. Nó khôn thấy ghê, nằm nghe đó nó kêu từ nãy giờ nó không lên.
Nhìn rè không thấy gì lắm vậy. Nhìn rè hả? Không thấy dính lắm trời. Dính không? Thật quốc vậy. Muộn vậy. Đã coi. Nó nằm trong đây nè. Nằm trong lùm này nè. Kêu rồi nó không chịu lên. Đã coi. Coi dưới này kìa. Cái trong á. Con chuột đập nó chết đấy. Để nó cắn, nó cắn 12 cái ngục thiệt. Cái tình vô ngớt vô vô chuột rồi. Ê cái này dính nè Sơn ơi, cái này dính nè, này dính hết đợt nè, cái này đập nó chết chưa? Mình lên kia, lên kia lên. Ừ đó mò bắt không. Cho nó ra đi, cho nó thọt tay vô, thọt tay sâu vô nữa được không? Rồi lấy một con hết đợt. Ôi trời, xe mỏ nè. Rồi xong, cái này được một con một mọi người ơi. Bây giờ có một con một à nè. Rồi nó vô hết địch tí nị. Rồi hên, cái này không được may mắn mới dính được cái à, để khuya khuya mấy anh em mình thăm tiếp. Nó chưa thức không? Anh em thấy ghê chưa, để cá dưới rơm luôn à, muối vô vô vỏ bưởi dưới rơm vậy. Nó chứ ngồi canh, ngồi canh mấy anh em mình làm nhâm nhi cho đỡ buồn, tại vì có anh lớn nè. Có anh lớn mình mới nhâm nhi nha mọi người. Chứ tại nãy mua thục mấy con cá mình không bán. Nó hồi ngồi chơi luôn này, nướng nhậu luôn. À, mọi người thấy chưa? Rượu này là rượu rắn nha. Rót ra đi bộ. Rắn phải khè mới được chứ không khè đâu uống được. Lên lớn anh lớn, lớn anh lớn ấy đi. Rồi vô đại gia đình thương yêu ơi. Trời ơi. Ui. Cái tay nó nặng tắt hơn hết cơ. Nó dưới chiều vào mình cũng tiếp ông anh ở Sài Gòn xuống mình cũng xỉn lắm mọi người. Nhưng mình ráng, ráng đi sơ hết mình quay cho mọi người xem. Chú 7, chú 10 thì đi hết nổi rồi, chú 7, chú 10 xỉn dữ rồi. Rồi vô đại gia đình thương yêu ơi. Ngon đấy. Nặng không? Nặng không? Ngon. Sơn có con Sơn đó, con Sơn đi lấy tàu chuối tàu bọng vậy. Ngon. Mẹ cá ăn đi. Có hết nữa cậu mà nó không chịu nướng ớt. Có hết nữa mà không chịu nướng ớt. Ngon nha. Mẹ ăn bỏng áo nữa. Chứ mời mọi người miếng rượu khuya với mấy anh em nha. Có trứng luôn thục. Theo có trứng luôn không? Đi đẻ. Thằng bầu đem tàu chúa lại coi. Bỏ lên tàu chúa à. Nhìn dễ coi xíu ha. Để lơm mất lịch sử quá. Lật luôn đây nè. Nó sạch. Ừ. Nghe mà sạch. Để nó. Lật cái kia lại ấy không à? Kệ lật cái kia lại biết sao không? Lật cái kia lại ba cái
vô trắng trắng á. Trắng chắc luôn chưa? À, nói chứ mọi người mời mọi người một cái đi. Mời một cái miếng thịt cá đi. Ôi trời ơi. Trắng nổ nè. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Chấm muối ớt nha mọi người nữa. Nãy anh lướt chưa ăn tắt đây luôn hả? Ăn hai tắt rồi, cũng sẽ ăn dữ vậy anh đó. Hả? Để miệng lia lia đâu mà anh. Nhà nói. Mà anh em cái kết thúc đây nghe bộ. Mình ngồi mình chơi bộ, mình canh bộ. Rồi, lia vậy. Lia vậy. Rồi. Nè. Trời ơi. Lụm gì đâu lụm. Nào. Đưa miếng cá đi. Cái chiếu nhậu bụi vậy vui lắm mọi người, ngon nữa. Vừa tại ngồi dâm di mình canh ếch chứ không gì. Bữa nay chắc thất hơn hở sao. Này dở hơn hở. Không phải, cái miếng ruộng này là chưa có đổ nước. Con cái nữa là mình tắt máy mình để mình ngồi mình chơi với anh em chút xíu mọi người. Nói chung muốn ly hay ly không muốn nhiều đâu. Bữa xanh luôn. Một cặp quất luôn nha mọi người. Đây nè. Thấy không? Rồi thấy không? Đặt 12 cái ngục mà nó ra ngoài nó nằm vậy nè, nó bị thoát ra ngoài nó nằm á. Mày hai con. Hai con nè mọi người thấy không? Hai con được cái nè. Chạy hai con. Nó còn kêu rạp hả? Thế hình như dính con trong người hai cái ngục à. Ôi! Lấy đậu đi, bắt mấy hết rồi, đeo lên. Nó dính vô hai ngục rồi nè. Lấy cái bao hết vô đây Sơn. Một cặp nha mọi người, trong 12 ngục chín mấy con tổng á. Ôi ôi, vậy mở ra đeo cặp vô bùng. Không lấy cái bao hết theo. Lấy bao đó hả? Thôi, thôi, lấy bao vô đàng hoàng đi. Để xảy ổn lắm. Mới bắt cặp hết đây nè, thấy không? Thôi. Ghê chưa mọi người. Đặt 12 cái ngục rồi. Nó ra lọt ở ngoài luôn à. Có rộng quá đó. Vô, hãy lại vô đây bắt, vô đây bắt thấy con này nè. Hai con này. Dính cỡ đóng luôn mày ơi. Ê, con này gì kì đi. Con này sắp chảy rồi Sơn ơi. Nè, bắt quậy. Hèn chứ ảnh gì kỳ. Trời ơi, xém xỉ luôn lũng lỗ nè, chút khiếu lỗ lại nha. Một con nè. Ở đây như hai con nè. Rồi. Xảy ra gì rồi. Thấy không? Thấy hai con mà. Ôi, sao 12 ngọt kỳ ta. Có lũng lỗ đâu không? Lũng lỗ trên chứ đâu. Thiệt cái tình. Thấy dính trơ trơ luôn. Trời ơi. Trời ơi, thấy dính trơ trơ hai con luôn á. Hai con luôn. Trời ơi, ổn thì chứ mọi người. Coi kỹ kỹ 12 ngục có bị lủng chỗ nào không. Thiệt cái tình. Rồi buồn ghê, để mình giá cái lỗ lại cho mọi người. Mấy ếch này nó hay lắm, nó chùi chùi hay lắm. Mình mới bắt được con ếch đực trong đó mọi người. Mình dí nó chạy mình không có quay được à. Con mình nè. Mình dí nó chạy. Tại mình chạy vòng vòng nè. Để cho thằng Sơn nó canh ngay chỗ cái máy thổi á.
Còn mình với ông Hai Tấn chạy vòng vòng kiếm, có cần ít đực bự ghê không, vàng ngới luôn. Để em bỏ vô bao cho mọi người. Trong đây nãy 3 con này nó 4 con, quá mệt. Mấy con rồi, giờ ta coi coi. Nãy mới bắt được ít đực mấy trên, nãy em ngừng lại á. Gì vậy? Trời ơi, còn hơn tôi ngồi tổng tục nữa không? Thì ơi, con nào con nấy. Ông hãy gỡ, ok. Im ra mấy ông. Để nằm đóng thằng điếm. Ủa, con có trái cỡ. 2, 4, 8 con à. 8 con đúng không? Ủa, con có trái. Đóng lạnh hết trái không? Có mà. Nói hết trái luôn. Nãy giờ mình với thằng Sơn trong kia, ông Hai ông đi vòng vòng đây, ông bắt gì thấy ghê vậy trời. Vòng vòng đây không hả? Nãy mình mới ra anh bắt không được ít trái. Thôi để dằn bao đi, chút xíu mình vô mình tổng hợp lại. Để chút xe qua bao tống lỏng. Tổng được 5 con, với đây 3 con, 4 con, 9 con. 9 con, 2 tấn, 8 con đó là 17 con rồi. Để mình chạy vòng vòng mọi người ơi, ông Hai Tấn đang rụng đây nữa nè. Dữ thiệt, quá dữ. Phải không? Đìa đó đó hả? Rồi, rồi. Nêu cặp đìa vậy sao bắt? Gì? Đâu? Ui, chạy hả mày? Vô mánh. Bữa nay bị thất thu hết rồi mọi người. Tục ngay chỗ này không có gì vậy. Ê! Đi đi. Sao tao mở được không? Ừ, cái lóc đang đi đẳng nó tung nó giải à mà vô cho chắc. Cái này thất bại hết rồi. Ngoài kia còn mấy con bỏ 2-3 bao nữa, tự nhiên được con cá lóc không cái lạp xếp mình được con cá rô nữa kìa. Cái này ngon ghê luôn mà tệ dữ không dính luôn ta. Nhưng mà để cho tiếng mấy hộ mình đi thăm lần á. Tệ thiệt tệ chứ. Bữa nào không quay phim nó dính cả đống. Bữa nào quay cho mọi người xem á không dính gì á. Rồi con cốc, dính cốc. Hết con dính cốc. Nát thiệt chứ. Dạ, cái gì vậy? Cá rô. Rồi cá rô cỡ. Bắt nó. Hả? Phải không? Trời ơi. Ôi. Ê, hai tay. Vậy sao hai tay? Dính rồi, dính chưa? Cá rô. Trời ơi, cá rô. Cá rô biết nói luôn, nội ơi. Mà bằng tay luôn. Cá rô còn ba ngón tay. Rồi hết không dính con nào luôn rồi, buồn quá. Không dính nào hả? Không. Ở đây con nước. Con nước còn nửa cái lỗ hả? Có thắng nó rắn nước không? Năng cái gì trong bụng rắn nước có trứng. Nó đầy luôn. Rắn nước có trứng. Ừ. Hả? Để nằm dưới đất rồi. Để nằm đất rồi. Chạy sao? Đâu có anh, để nằm anh cầm cái đầu rồi. Ôi đất cương rắn nước mọi người. Nóng mực rắn nước luôn. Bóp đe lửa. Nãy bắt đường nào nữa không? Bóp được chết ngắt rồi. Bắt đường nào nữa không? Không. Nước, bữa nay nước nhiều quá nhiều. Nó mạnh luôn rồi. Bắt cặp, bắt cặp. Cái lớn à. Bắt cặp quá trời luôn. Ừ. Nó sườn cặp đó. Đi thôn. Đây, đây, bắt qua đây thôn ơi. Đang xiệt cái tổng người thấy quá đâu nè 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 mày đâu nằm đâu thôi có nước rắn đó lại bò đó lấy cái bào đổ vô cái mọi người ơi. Ui mày chạy tới số. Mình chạy trên đường rồi nè, nó phóng qua đường, phóng qua đường mày tới số mà lại còn nên bỏ vô bào cái nhà mọi người hết được.
Rồi quá tài cầm hết mọi người ơi, mình quay không được, có mình à mắc cặp đây à, nước quá tài sâu luôn, mình mò nãy giờ mò dính, mình mới quay cho mọi người xem nè, cặp luôn. Ui, con đực nhỏ con cái chà bá luôn, quá sướng. Mình dẫn xe qua lộ cờ, mình thấy nó là mình chạy vô, mình đâu có quay được cho mọi người xem đâu, nó hộp nó lặn rồi, nước quá trời nước đây luôn vậy nè, ngay chỗ này sâu quái luôn á. Mình mò xong mình mới quay cho mọi người xem, là quá chừng 2 tấn, mở bao là bỏ vô mới được, nãy giờ tổng đây cả 2 ký, hơn 2 ký đó mọi người. Bởi vì đi bắt mà đi riêng bắt á, đâu có quay được cho mọi người xem đâu, mình bắt xong mình mới quay được, tại vì ếch dưới đây nó nhét dữ lắm, nó không có dạng, nó bắt cặp xong rồi nó nhảy thấy ghê lắm, mình vừa thấy nó nhảy cứ lặn nhảy lặn à. Kêu ai rồi, ôi nó mất tiêu đó rồi. Hết nha mọi người, một con à, làm mình ghê à, hết đực này nhỏ mày. Chạy hả mày, à, kêu luôn, kêu luôn à, bắt lên tay còn kêu nữa chứ, dữ thiệt. Nãy giờ mà thấy được con nữa, hết đực. Kêu tập nữa chứ. Còn dạt cái dạng ghê mọi người, bài rồi em bỏ vô cái nha mọi người, khuya rồi, giờ này 3 giờ rồi. Kêu luôn tập à. Kêu rồi, mới thấy nó hợp xuống đây với thầy nè. Trời đất, cứ một cặp nhái. Trời ơi, vậy mà tưởng mắt con hết buồn thiệt chứ. Nản luôn mọi người ơi. Tưởng nhìn xa xa thấy hai mắt bự bự á. Những cặp ếch. Hay là cặp nhái. Hết nói nổi luôn. Có không? Có nào nữa không? Không con nào hả? Đừng hết đực. Bà mẹ cặp nhái. Đưa hai mắt tàu cáo luôn. Tưởng con ếch. Vậy còn hợp nữa chứ. Ui. Lại tức quốc. Làm quen cục luôn. Không bắt được nào nữa hả? Giờ này sao ếch không ra cặp đấy. Lẻ không ta, hay bắt được có mấy cặp à. Gì? Dễ gì rớt đâu. Nha. Ngủ hả? Ngủ què cái điện coi dây. Hết pin rồi hả? Ôi buồn luôn. Điện con nhé không thấy nữa gì thôi. Rồi giọt đi. Chút xíu về mình ruộng 12 cái ngục là mình tổng kết cho mọi người xem. Để em chạy vòng vòng có con nào nữa không. Bữa nay không bằng hổm rồi. Bữa nay chắc được 4 ký à. Nhắm chắc được 4 ký à. Thua hổm nhiều luôn mọi người. Bữa mình không quay thì quá trời luôn. Bây giờ bữa quay kiếm từ con muốn chết. Mình sẽ hết mà dây nè. Rồi nhớ nản không. Hết nằm ngủ. Nói chứ giờ 3:30, 3:30 mọi người. Ngày mấy anh em mình ruộng này hết quá. Mình 12 cái ngục. Rồi dọn dẹp rồi chút xíu mình quay cái thành quả của mình cho mọi người xem. Rồi đêm nay mấy anh em mình làm được nhiêu ếch. 2 bao luôn rồi chứ bộ.
hai bao luôn mà bao không có nhiêu ký á. Giờ đi ruộng xong mình có tổng kết thành quả nha mọi người. Một đêm đi nãy giờ mới thấy á, hết đực hết cái đây. Lẹ, hết cái chà bá luôn mày ơi. Ở trong rồi, vô đây cho chắc. Vô đây có gì? Có gì nó tung ra đây. Đi. Lùa đây. Ủa đây, tao bắt nó chà. Đâu rồi? Mở không đi, mở lên đó luôn đi. Cầm cho chắc. Để sảy uổng lắm. Chứ nãy vô đây sảy mấy con nữa mọi người. Uổng ghê luôn. Bây giờ cái này bây giờ mình thăm một chuyến ngày xong rồi mình gọn như máy về, cái này để sáng mình gỡ. Tại vì nhà mình sát bên. Để sáng mình gỡ mọi người. Một con nè, cọc lại nha. Coi con nào nào. Rớt quốc nè. Ê con cá rô mày. Rồi, để chút xíu bắt nó sao. Ở đây. Thấy cái này đầu hôm có dính và hết dính luôn trời. Tệ thiệt là tệ chứ. Không dính luôn. Rồi xong, cất quốc. Còn ba cái nữa mình đặt chỗ khác. Dính đựng con một. Bắt cá bự. Ủa nó chạy hết ráo rồi. Thôi chạy hết ráo rồi. Cái rô quá chừng cái rô luôn á. Này có cái. Cái này có con thọc, có cái xẹt, cái nó chích hết ráo luôn. Cái rô đã ghê luôn. Cái rô con nào con nấy nè. Tận dần luôn. Cái rô. Cái này câu cá mà cần câu giật bạc đã lắm ha. Cái này ít trái thấy không? Mình biết ít trái liền. Con này vô đâu rồi đời nào, nó tung cái mổ nó thấy hứng rồi sao. Nãy bắt đang cặp nè. Đâu? Đây nè. Cái tay sao quậy? Có con bệnh quậy có được không? Thử thì được nhiều nha mọi người. Vô vòng lên cục, vòng lên cục. Sắn lại mới được. Sắn lại mới cắt. Không bị dướng ở dưới rồi. Rồi chắc 4,5 kg mày ơi. Không. 4,5 kg nha. 4,5 kg. Đâu. Từ rồi đó. Anh thấy không thấy nó sợ chứ không thấy. Còn siêu quá chừng luôn á mà bắt không được. Rồi 4,5 kg mọi người, 4,5 kg còn chắc 4,2 kg à. Đúng không? Tại bao nhẹp bao 200-300 gram. Con này cá lên. Mớ cá. Cá lục sạp, cá rô, cá lóc tùm lum đây nè. Chơi thử coi. Qua cân. Ôi cái này sao cân. Nặng lắm. Rồi giờ mình cũng kết thúc cái clip này đây luôn nha mọi người. Thì bữa nay cũng bị hơi thất thu. Nói chung mấy bữa nào mà mình quay không có ít nhiều. Còn bữa nào không quay ít cả đống. Gì vậy? Cá lên đây nè. Cá hay ít? Cá lên đây luôn trời. Mưa mà nhà mình ngập vậy luôn nè mọi người. Nói chung bữa nay cũng được kha khá. Thôi chào tất cả mọi người luôn nha. Rồi bữa nay hơi bị thất thu mọi người ơi.